Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Rạng sáng nay mùng 7 tháng 8, nhiều người dân tại thành phố Lào Cai cảm nhận rung lắc nhẹ, Viện Vật lý Địa cầu đã thông tin về trận động đất này. Theo đó, vào lúc 4 giờ 59 phút 50 giây sáng nay, mùng 7 tháng 8, một trận động đất có độ lớn 2,6 độ Richter với tâm chấn xảy ra tại khu vực thành phố Lào Cai. Mặc dù cấp độ động đất không lớn, nhưng nhiều người dân trên địa bàn thành phố cũng cảm nhận độ rung nhẹ. Theo Viện Vật lý Địa cầu, thì trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.517 độ Vĩ Bắc, 103.937 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12,6 km thuộc khu vực thành phố Lào Cai, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Khoảng 9 giờ sáng nay mùng 7 tháng 8 trên quốc lộ 279 đã xảy ra sạt lở ta luy dương với khối lượng đất đá rất lớn gây ách tắc giao thông từ xã Bảo Hà ra thị trấn Phố Giàng, huyện Bảo Yên. Điểm sạt lở xảy ra tại km 80 cộng 530 quốc lộ 279 thuộc địa phận bản Bông 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên. Vụ sạt lở đã khiến các phương tiện không thể di chuyển trên quốc lộ 279 từ xã Bảo Hà ra thị trấn Phố Giàng, huyện Bảo Yên và ngược lại. Tại điểm sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường với độ dài khoảng 70m, chiều cao 7m với khối lượng trên 5.000 mét khối. Hiện tại, vị trí sạt lở đất đá phía trên vẫn đang tiếp tục rơi xuống. Lực lượng chức năng đã bố trí người chốt chặn ở hai đầu điểm sạt lở để hướng dẫn điều tiết giao thông. Ngay sau khi nhận được tin báo, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp Minh Đức, đơn vị quản lý bảo trì đã bố trí nhân lực máy móc để hót dọn đất đá. Phấn đấu đến 17 giờ hôm nay sẽ làm một đường tạm để đảm bảo giao thông tạm thời. Ban cán sự Đảng, Tòa án Nhân dân tỉnh và Ban thường vụ Huyện ủy Mường Khương vừa tiến hành ký kết quy chế phối hợp công tác. Theo đó, Ban cán sự Đảng, Tòa án Nhân dân tỉnh và Ban thường vụ Huyện ủy Mường Khương thống nhất phối hợp công tác với các nội dung, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, công tác cán bộ, giải quyết các vụ việc, vụ án nghiêm trọng có tính chất phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực, giải quyết xét xử các vụ việc dân sự, phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Việc xây dựng quy chế phối hợp nhằm cụ thể hóa các mặt công tác, nhất là xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngày 6 tháng 8, Liên đoàn Lao động thị xã Sapa tổ chức tổng kết đợt thi đua đặc biệt và gặp mặt cán bộ công đoàn nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam được Liên đoàn Lao động thị xã Sapa tổ chức từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho hơn 2.000 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vận động hỗ trợ, sửa chữa một nhà, xây mới một nhà máy ấm công đoàn với tổng kinh phí 260 triệu đồng. Trong đợt thi đua, có 3 nữ cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu, 4 lao động tiêu biểu được Liên đoàn Lao động tỉnh vinh danh. Liên đoàn Lao động thị xã Sapa vinh danh 95 cán bộ công đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc. Mùa hè là khoảng thời gian các em học sinh được nghỉ ngơi và tham gia những hoạt động bổ ích. Trong đó, workshop thủ công là xu hướng giải trí mới, được nhiều bạn nhỏ yêu thích bởi những trải nghiệm sáng tạo và lý thú khi các em tham gia hoạt động này. Hiện nay thì Kim Chi đang có mặt tại một không gian tràn đầy màu sắc và tiếng cười, đó chính là một workshop nghệ thuật dành cho các em học sinh từ 5 đến 10 tuổi. Tại đây thì các em được trải nghiệm tất cả các hoạt động thú vị về nghệ thuật như là vẽ tranh và làm đồ thủ công. Điều này sẽ giúp cho các em được phát triển tư duy và tìm tòi những năng khiếu ở trong mình. Hãy cùng tôi khám phá niềm vui của các em trong không gian này nhé! Vào dịp cuối tuần, em Nguyễn Vũ An Nhiên ở phường Lào Cai lại được bố mẹ đưa đến tham gia lớp workshop thủ công. Mỗi tuần một chủ đề, em và các bạn được trực tiếp cầm cọ, tô màu, nặn gốm, trang trí gương, giúp An Nhiên và các thợ thủ công nhí thỏa sức sáng tạo. Con được vẽ tranh, được làm các đồ thủ công. Con được các cô hướng dẫn làm rất nặng. Con rất yêu khi các cô có thích tham gia những các hoạt động này. Con lại khó nhất đối với con là vẽ tranh toan, nhưng cô giáo đã hướng dẫn con rất là tận tình.
Khi tham gia các hoạt động này xong, con cảm thấy mình rất khéo tay. Con được cầm về những đồ dùng thủ công con được tự làm ra. Workshop thủ công được tổ chức vào chủ nhật hàng tuần. Mỗi buổi tối đa 15 em tham gia. Sân chơi lý thú này không chỉ giúp các em trau dồi tư duy sáng tạo, mà các bậc phụ huynh cũng yên tâm hơn khi quản lý con em trong dịp hè. Có các hoạt động thủ công dành cho các bạn nhỏ. Là mình đã cho con mình đến đây để tham gia để tránh xa các thiết bị điện tử. Hôm nay có tiết vẽ thì thấy có cái tiết mẫu này thấy rất là thú vị nên là mình đã vẽ cùng với con. Mình cũng đã cho con tham gia các buổi công sức ở đây và mình cũng sẽ tiếp tục đồng hành ở đây cùng với các con. Trung tâm tổ chức ra những cái buổi workshop hàng tuần giúp các con có những không gian, các con có thể tăng khả năng sáng tạo tư duy. Đối tượng tham gia trong các buổi workshop sẽ là các bạn học sinh độ tuổi từ 4 tuổi trở lên. Trong các buổi workshop chúng tôi đã phân bố các cô giáo có trình độ chuyên môn để hướng dẫn và thực hành cùng với các con. Trong một không gian workshop thủ công, cả gia đình có thể ngồi lại cùng nhau tự tay làm những món đồ thủ công. Đó hẳn là những trải nghiệm đáng nhớ của các em nhỏ trong dịp hè. Từ nay đến năm 2025, huyện Bảo Thắng phấn đấu năng suất thủy sản bình quân đạt hơn 50 tấn trên 1 hecta trên năm, tổng sản lượng đạt trên 4.000 tấn trên năm. Để đạt mục tiêu, huyện khuyến khích các hộ đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng thâm canh, tập trung vào các loại cá có thị trường tiêu thụ rộng như chấm cỏ, chép địa phương, chép lai, rô phi lai đơn tính và dần phát triển các loại cá đặc sản, chú trọng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, duy trì, thành lập mới các nhóm liên kết, tổ hợp tác xã chăn nuôi thủy sản để các hộ chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau nhập giống, thức ăn chăn nuôi, giảm giá thành đầu vào, chia lứa vào đàn để giải quyết tốt bài toán cung cầu, đồng thời thu hút đầu tư chế biến sâu, xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng cao giá trị ngành nuôi thủy sản địa phương. Bảo Thắng hiện có khoảng 860 hectare nuôi thủy sản, năng suất trung bình đạt hơn 31 tạ trên 1 hectare trên 1 năm. Sản lượng khai thác từ đầu năm đến nay đạt hơn 3.000 tấn, tăng gần 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị và các bạn, giữ gìn phát huy trang phục truyền thống dân tộc được tỉnh quan tâm nhằm hạn chế tối đa việc đánh mất trang phục, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào. Để vẻ đẹp của trang phục truyền thống luôn sống trong dòng chảy hiện đại, ngoài nỗ lực của ngành chuyên môn và các địa phương, thì sự chủ động của người dân là rất quan trọng. Mỗi lúc nông nhàn, chị Sùng Thị Di cùng chị em trong thôn lại quay guồng xe lanh, chuẩn bị nguyên liệu để dệt vải. Những công đoạn kéo dài đến cả năm, từ trồng lanh, xe sợi, đến dệt, tạo hoa văn, nhuộm màu, vẽ sáp ong mới hoàn thiện. Vất vả là thế, nhưng hầu như người phụ nữ Mông nào ở đây cũng đều tự tay may váy áo cho gia đình. Một mình nó khổ lặng đấy, để 23 người nó đi làm trong một năm là nó cố gắng là mua hai bộ mà, khổ lặng lắm. Công việc bận rộn nhưng bà Lô Lai Sửu vẫn duy trì tiệm may này để may trang phục truyền thống cho bà con trong thôn. Bộ trang phục này của người bố y có phần cổ và tay được thêu họa tiết cầu kỳ, đặc sắc như hình hoa và hình đôi bướm đối xứng. Thế họ đến đây để đặt nhiều, may nhiều thì mình lại cảm thấy cũng khởi hơn. Mặc dù là công lao thì đặc công thì nó cũng không thả mấy, nhưng mà chủ yếu là mình phục vụ cho bà con để có chỗ để may, có chỗ để mua. Phải làm thế nào để làm tròn cái trách nhiệm của mình. Trong mỗi bản làng vùng cao Lào Cai hôm nay, trang phục truyền thống được bà con sử dụng ngày càng phổ biến. Kết quả này có được một phần nhờ nỗ lực của các cấp ngành chính quyền địa phương trong triển khai các chương trình dự án bảo tồn văn hóa. Từ năm 2021 đến năm 2023, Lào Cai đã tổ chức hơn 30 lớp trao truyền kỹ năng, kỹ thuật và cách thức tạo ra y phục, hoa văn truyền thống của các dân tộc trên địa bàn, xây dựng được 6 mô hình bảo tồn mẫu hoa văn, trang sức, trang phục dân tộc. Tuần văn hóa về trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc số đã được tỉnh Lào Cai phát động và kêu gọi tất cả các đồng bào dân tộc thiểu số của chúng ta sử dụng cái trang phục truyền thống của mình. Thì ngoài cái việc là chúng ta giữ gìn cái truyền thống ra thì nó còn góp phần để tôn lên và giữ gìn cái nét đẹp văn hóa của mỗi dân tộc. Cũng nó gắn liền với cái việc mà tỉnh Lào Cai chúng ta
đang xây dựng và phát triển gắn văn hóa với lại du lịch. Hiện toàn tỉnh có trên 20 mô hình câu lạc bộ bảo tồn trang phục, mẫu hoa văn, trang sức dân tộc. Tỉnh cũng dự kiến ban hành quy chế sử dụng trang phục truyền thống dân tộc ở một số cơ quan có đông cán bộ công chức viên chức là người dân tộc thiểu số. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, tất cả đang cùng chung tay để lan tỏa nét đẹp trang phục truyền thống trong đời sống hiện đại. Chuyển sang những thông tin trong nước, ngành đường sắt sẽ tăng nhiều tàu trên các tuyến đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của khách vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Khu vực phía Bắc, tuyến Hà Nội-Lào Cai sẽ chạy thêm tàu SB7 xuất phát tại Hà Nội ngày 30 tháng 8, tàu SB8 xuất phát ga Lào Cai ngày 31 tháng 8. Tuyến Hà Nội-Hải Phòng tổ chức chạy thêm các tàu LP9, HP3 xuất phát ga Hà Nội, chạy thêm các tàu LP10, HP4 xuất phát ga Hà Nội, tàu HD2 xuất phát ga Hải Dương. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, ngành đường sắt vẫn áp dụng chính sách giảm giá vé thường xuyên cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng. Ngoài ra, khi mua vé khứ hồi, hành khách sẽ được giảm 5% giá vé lượt về cho cá nhân và giảm 7% giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ 20 người trở lên. Dựa trên diễn biến giá xăng dầu thế giới, lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhận định giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai mùng 8 tháng 8 dự báo giảm khoảng 680 đến 740 đồng một lít tùy loại. Với mức giảm sâu như vậy, giá xăng RON 95 có thể sẽ xuống dưới mốc 22.000 đồng một lít, tương đương với mức giá tại phiên điều hành đầu năm 2024. Dầu diesel được dự báo giảm ít hơn ở mức 300 đồng một lít. Từ đầu năm 2024 đến nay, giá xăng trong nước đã có 31 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 14 phiên tăng và 3 phiên trái chiều. Đáng chú ý, mặt hàng xăng RON 95 đã có phiên giảm thứ tư liên tiếp xuống quanh mốc 22.600 đồng một lít. Sản lượng gỗ khai thác của tỉnh Yên Bái tháng 7 năm 2024 ước đạt trên 500.000 mét khối, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Để phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ rừng trồng, tỉnh Yên Bái chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu, thu hút đầu tư, quy hoạch cơ sở chế biến, áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường, hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm, ngành hàng, đẩy mạnh đào tạo nhân lực, nhất là đội ngũ kỹ sư công nghệ chế biến và đội ngũ công nhân có tay nghề cao, phát triển các khu cụm công nghiệp, tạo động lực thúc đẩy phát triển các dự án công nghiệp chế biến gỗ rừng trồng. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin thời sự quốc tế. Trước bất ổn chính trị hiện nay tại Bangladesh, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế ngày 6 tháng 8 đã kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không leo thang bạo lực và bảo vệ dân thường. Cụ thể, Phó Phát ngôn viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh tới sự cần thiết phải tiến hành một cuộc điều tra độc lập, công bằng và minh bạch về tất cả các hành vi bạo lực diễn ra tại quốc gia Nam Á. Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh việc Bangladesh thành lập chính phủ lâm thời, dù cho biết Washington đã di tản một số nhân viên chính phủ và gia đình rời khỏi quốc gia Nam Á vì lý do an ninh. Nước láng giềng Ấn Độ cũng bày tỏ quan ngại về tình hình hiện nay ở Bangladesh, cho biết lực lượng biên phòng nước này đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Trung Quốc ngày 6 tháng 8 đã phóng một nhóm vệ tinh mới vào không gian từ trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc nước này. Đây là 18 vệ tinh quỹ đạo trái đất tầm thấp và là một phần trong kế hoạch triển khai hàng chục nghìn vệ tinh tầm thấp có khả năng liên kết với nhau, tạo thành một mạng lưới bao phủ toàn cầu. Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng trong mục tiêu chiến lược của Trung Quốc nhằm tạo ra phiên bản riêng, cạnh tranh với mạng lưới băng thông rộng thương mại Starlink của Mỹ đang phát triển với khoảng 5.500 vệ tinh trong không gian. Các vệ tinh quỹ đạo tầm thấp thường hoạt động ở độ cao từ 300 đến 2.000 km so với bề mặt trái đất. Những vệ tinh dạng này có ưu điểm là rẻ hơn và cung cấp khả năng truyền dẫn hiệu quả hơn so với các vệ tinh ở quỹ đạo tầm cao hơn. Biến đổi khí hậu mang đến các đợt nắng nóng cho Hàn Quốc, nhưng bên cạnh đó cũng khiến quốc gia ôn đới này có thể trồng được một số loại trái cây nhiệt đới. Việc trồng được chuối cũng khiến nhiều người tiêu dùng Hàn Quốc quan tâm, không chỉ bởi giá cây nhiệt đới và cận nhiệt đới thường rất đắt đỏ ở Hàn Quốc, mà còn vì những quan ngại về biến đổi khí hậu.
Từ năm 2012, nhiệt độ trung bình hàng năm ở Hàn Quốc đã liên tục ấm hơn, giúp nước này trồng được nhiều loại cây nhiệt đới. Diện tích trồng cây ăn quả và cây trồng cận nhiệt đới trong năm ngoái tăng hơn 11 lần so với năm 2021. Tính đến đầu năm nay, đã có 67 trang trại trồng chuối ở phía Nam Hàn Quốc. Nhà máy sản xuất đá Al Ahri ở Ai Cập là nơi đầu tiên trên thế giới sử dụng phương pháp tự nghiên cứu mang tên là Ice Ahri, được cho là có thể giải quyết được hàng loạt vấn đề mà phương thức làm đá thông thường hiện nay mắc phải. Theo đó, nước làm đá được xử lý sạch hoàn toàn, dùng khuôn thép không rỉ và đông đá rất nhanh, giúp vừa tiết kiệm thời gian, vừa ngăn chặn virus, vi khuẩn xâm nhập và cho sản lượng gấp nhiều lần. Đặc biệt, phương pháp này có thể tiết kiệm tới 99% lượng nước cần để sản xuất đá. Hiện phương pháp làm đá thông thường vẫn sử dụng nước chưa qua xử lý, chứa nước trong khuôn sắt mạ kẽm nên rỉ sét có thể ngấm vào cá hoặc các loại thực phẩm khác khi dùng để ướp. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.